Trong diễn đàn này thì trên cơ sở cái kết quả cái điều tra doanh nghiệp do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tiến hành và một số những số liệu và thống kê chính thức, thì chúng tôi sẽ trình bày một số đánh giá về tác động của dịch Covid đối với doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua và điểm lại một số những diễn biến chính sách cũng như là đề xuất một số những kiến nghị thì góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong cả dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức là nghiêm trọng. Như chúng ta đã biết thì cái cú sốc của đại dịch Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020 có những tác động sâu rộng trên phạm vi toàn cầu, không chỉ là những tác động về mặt y tế liên quan đến số ca nhiễm, số ca tử vong của thế giới và kể cả với Việt Nam của chúng ta thì những cái diễn biến gần đây thì hết sức là nghiêm trọng. Về mặt kinh tế thì nó đã đẩy kinh tế thế giới vào vòng suy giảm, nó đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, thu hẹp tổng cung tổng cầu và gia tăng cái rủi ro tài chính với nhiều nền kinh tế. Cái làn sóng phá sản doanh nghiệp trên thế giới thì cũng diễn ra và có những cái đánh giá ước tính là nó có thể khiến cái tỷ lệ doanh nghiệp mất khả năng thanh toán có thể tăng tới 35% trong giai đoạn 2019-2021 này. Và kèm với theo đó nữa thì cũng là cái làn sóng mất việc của người lao động. Trong cái báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu của Ngân hàng Thế giới công bố năm ngoái thì Ngân hàng Thế giới cũng đã coi đây là một trong suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai trở lại đây. Tác động của kinh tế của dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam nói là hết sức là nghiêm trọng, và điều này cũng đã thể hiện ở trong một cái báo cáo nghiên cứu do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới công bố vào tháng 3 năm 2021 này, dựa trên cái khảo sát diện rộng của khoảng 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại 63 tỉnh thành tại Việt Nam. Và theo kết quả này thì có tới khoảng 87% doanh nghiệp ở Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19. Cả khu vực doanh nghiệp tư nhân ở trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều bị ảnh hưởng nặng nề. Và trong các nhóm doanh nghiệp thì cái nhóm mà chịu ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn cả là cái nhóm doanh nghiệp mới hoạt động và các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ và nhỏ. Kể cả những doanh nghiệp lớn thì theo quan sát của chúng tôi hiện nay thì cái tác động dịch cũng rất là nghiêm trọng. Tác động của dịch đối với các doanh nghiệp một số ngành cũng đặc biệt là lớn. Điều này xảy ra các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như là may mặc, thông tin truyền thông, sản xuất thiết bị điện, doanh nghiệp số cái ngành khác, ví dụ như là dù có ở mức độ thấp nhất của doanh nghiệp tư nhân là bất động sản hay là của doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực sản xuất chế biến giấy chẳng hạn, thì thấp nhất thì cũng là tác động ở mức độ khoảng 76% cho biết là chịu tác động tiêu cực của Covid-19. Thì cũng như giáo sư Nguyễn Bích Khương thì cũng đã trình bày thì những cái tác động của của dịch đối với doanh nghiệp hết sức là nghiêm trọng. Theo cái số liệu điều tra của chúng tôi thì cũng cho thấy được rằng là các doanh nghiệp cũng gặp trở ngại khi tiếp cận khách hàng và chuỗi cung ứng thì bị đứt gãy, mất cân đối dòng tiền thiếu hoạt động, và đây là những cái tác động cho biết là rất là lớn đối với các doanh nghiệp. Và những cái thông tin từ điều tra của chúng tôi cũng cho thấy là nếu có tính riêng của năm 2020 thôi thì có thể thấy được là nó dịch tác động nghiêm trọng đến doanh thu của các doanh nghiệp. 65% doanh nghiệp tư nhân và 62% doanh nghiệp FDI thì cho biết là doanh thu họ bị giảm so với cả năm 2019. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết doanh thu bị giảm cũng gia tăng theo số năm hoạt động. Doanh thu dự kiến giảm nhiều hơn các doanh nghiệp tư nhân quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Trong khi là với các doanh nghiệp FDI thì nó suy giảm doanh thu thì diễn ra nhiều hơn các doanh nghiệp quy mô lớn. Cái mức giảm doanh thu trung bình của doanh nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân là cỡ khoảng 36%, các doanh nghiệp FDI là cỡ khoảng 34%. Lưu ý rằng những cái con số nói trên thì mới chỉ là được thu thập là khi mà doanh nghiệp Việt Nam chịu tác động làn sóng thứ nhất và thứ hai của dịch Covid-19 thôi. Khi mà Việt Nam mà có dưới 1.000 ca nhiễm, những diễn biến mới từ đầu năm 2021 tới nay, đặc biệt là từ lúc mà cái làn sóng thứ tư từ ngày 27 tháng 4 vừa rồi thì đã có trên 500.000 ca nhiễm xuất hiện tại toàn bộ tại cả khoảng 62 đến 63 tỉnh thành, thì đã gây ra những tác động nghiêm trọng tới cái nền kinh tế Việt Nam. Những cái số liệu thống kê chính thức mới công bố gần đây thì đã cho thấy điều này. Ví dụ như là với cái tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng của 8 tháng đầu năm chẳng hạn,
mức giảm thì cũng rất là đáng kể. Rồi cái số lượng doanh nghiệp mà phải rút lui khỏi thị trường, cũng như là Phó Chủ tịch Phó Thương mại Công nghiệp Việt Nam và Quốc phòng đã nêu, đã gia tăng rất là lớn so với cả năm trước đó. Và nếu như xét tới cái chỉ số sản xuất công nghiệp chẳng hạn, thì theo từ quan sát của chúng tôi cũng cho thấy những cái diễn biến rất là đáng lo ngại. Cái mặc dù là số lượng tổng thể của con số 8 tháng đầu năm thì vẫn đạt mức là tăng 5,6%, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại cái con số của giai đoạn 2016-2019 thì là thấp hơn đáng kể, thì con số cỡ khoảng 8-10% của cái giai đoạn đó. Và riêng tính ở trong cái tháng 8 thôi thì chỉ số sản xuất công nghiệp đã giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Những cái địa phương mà đang áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 thì có mức giảm rất sâu, như quý vị có thể quan sát thấy ở trên bảng, ví dụ như là Bến Tre là khoảng -60%, Đồng Tháp khoảng -59%, Thành phố Hồ Chí Minh, cái trung tâm kinh tế của cả nước thì sụt giảm khoảng 49%. Cái báo cáo chỉ số quản trị mua hàng tháng 8 của Việt Nam thì cho thấy là giảm còn 40,2 điểm, và đây là cái điểm mà tổng số mà thấp nhất trong 16 tháng qua. Cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như vậy là hiện nay đang chịu ảnh hưởng rất là nặng nề, mà những cái con số thống kê nói trên thì chúng tôi cũng chưa thể mô tả hết được những khó khăn mà các doanh nghiệp các anh chị đang gặp phải hiện nay. Rất nhiều các doanh nghiệp mà đã phản ánh về VCSA liên tục chúng tôi có nhận được ở đây, và ở đây thì rất nhiều các doanh nghiệp phản ánh về những khó khăn trong cái khâu vận chuyển hàng hóa, tìm các địa phương siết chặt phòng chống dịch, và có rất nhiều loại hàng hóa thì nó lại liên quan đến những cái chuỗi sản xuất khác nhau. Ví dụ như là với lĩnh vực thực phẩm chẳng hạn, là hàng thiết yếu như nguyên liệu và bao bì thì có các kiểu rất là khác nhau, thì không được qua làm thiết yếu cho nên là không được thì đưa thì nhà máy để sản xuất chẳng hạn. Thì cái thiệt hại trung bình của các doanh nghiệp mà theo phản ánh thì chúng tôi cũng nhận thấy tương đối là lớn. Ví dụ như là với một cái công ty thủy sản ở trong miền Nam, ở quy mô trung bình thôi nhưng mà mức thua lỗ thì có khoảng 10 tỷ đồng một tháng khi mà ngưng sản xuất. Với một cái doanh nghiệp dệt may trung bình có khoảng 4.000 lao động thì cái riêng khoản chi trả lương công nhân 14 ngày thì có thể lên đến 10 tỷ đồng. Những doanh nghiệp lớn thì chi phí còn cao hơn nữa. Và việc một số những cái mô hình sản xuất của chúng ta thì như là ba tại chỗ chẳng hạn, thì việc thực hiện ăn ở tại chỗ cho lao động trong thời gian dài cũng rất là khó. Cộng thêm đó là những cái vấn đề về tâm lý của lao động cũng như là giáo sư Đức Cương đã nêu. Nhiều doanh nghiệp thì đứng trước tình trạng không đủ số lao động để vận hành, và chính vì vậy thì nó dẫn tới là cái dây chuyền sản xuất thì rất là khó để có thể duy trì năng suất thấp, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu mà không đạt được cái sản lượng tối thiểu theo yêu cầu của khách hàng. Có không ít doanh nghiệp thì cho biết là bị khách hàng hủy đơn hàng, bị phạt hợp đồng do chậm tiến độ. Doanh nghiệp thì cũng đứng trước cái thiệt hại rất là lớn khi mà đã bỏ tiền ra để nhập vật tư nguyên vật liệu phục vụ cho đơn hàng đã ký, nhưng mà khi mà đơn hàng bị hủy thì số vật tư đã đặt không thể sử dụng cho đơn hàng khác cả. Thì cho nên là những cái thiệt hại này trồng chất trong những cái bối cảnh khó khăn của doanh nghiệp như vậy. Thì chúng tôi quan sát thấy là nhà nước cũng đã có một loạt những cái điều chỉnh chính sách quan trọng, cũng đã tập trung vào một số những cái điểm chính, ví dụ như là về chuỗi cung ứng để lập lại và thành lập các cái tổ công tác để tiếp nhận giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp, rồi một số những cái chính sách mới liên quan đến giảm cái chi phí cho doanh nghiệp, ví dụ như tiền điện nước, giảm thuế phí. Chính phủ thì cũng hiện nay thì cũng đã rất là nỗ lực để tiếp cận vaccine, thực hiện những chính sách tiêm vaccine cho người dân. Dù vậy thì với cái khó khăn của các doanh nghiệp như vậy thì theo chúng tôi thì về phía nhà nước cần phải bên cạnh những cái việc thực hiện những chính sách phòng dịch như hiện nay thì cũng cần phải đảm bảo làm sao để hỗ trợ giúp các doanh nghiệp có được nguồn lực làm sao để tồn tại và vượt qua được những khó khăn trong cái thời điểm hiện nay. Đầu tiên là về vấn đề là cần đẩy nhanh về cái tốc độ tiêm vaccine cho người lao động các doanh nghiệp, thì vì ở đây sẽ là những thứ đảm bảo cái nguồn lực lao động và nhân lực cho doanh nghiệp hết sức là quan trọng. Các cơ quan nhà nước, đặc biệt là từ Bộ Giao thông Vận tải cho tới
chính quyền các tỉnh cần phối hợp làm sao để đảm bảo thông suốt cái chuỗi vận tải hàng hóa liên tỉnh và kể cả nội tỉnh. Những cái câu chuyện gần đây chúng ta quan sát thấy ngay ở Hà Nội trong mấy ngày rồi chẳng hạn, thì đã gây ra những cái nguy cơ rất lớn về đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong cái quá trình này thì chúng tôi cho rằng cũng cần phải đảm bảo sự thống nhất trong chính sách và quy định phòng chống dịch từ trung ương tới địa phương, và nhanh chóng phải bãi bỏ các quy định của địa phương ban hành trái với quy định của trung ương. Chúng tôi cũng biết được rằng là những cái chính sách trong thời kỳ dịch thì cần phải thực hiện ban hành nhanh, nhưng mà nó cũng cần phải đảm bảo làm sao có cái sự tham vấn rộng rãi cộng đồng doanh nghiệp khi mà xây dựng và ban hành cái chính sách này, thì đảm bảo thứ nhất là nó không được là nó gây thêm những cái gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, và đồng thời nó cũng phải tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khôi phục được hoạt động của mình. Về phía nhà nước thì cũng cần phải nhanh chóng xây dựng và hướng dẫn áp dụng các cái mô hình sản xuất an toàn trong cái điều kiện dịch bệnh hiện nay, với cái sự tham gia rộng rãi các chuyên gia và các doanh nghiệp trong cái quá trình này. Và hiện nay thì một số những cái chính sách, các cái gói hỗ trợ cũng được ban hành theo hướng giảm bớt đi những cái quy định về thủ tục hành chính. Tuy nhiên thì theo chúng tôi thì cũng cần phải có những cái hướng dẫn cụ thể đầy đủ chi tiết về các thủ tục này, với những cái đầu mối thực hiện rất là rõ ràng cụ thể để cho các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận. Các cơ quan nhà nước trong quá trình triển khai các cái chính sách hỗ trợ cũng cần chủ động để nắm bắt được những cái vướng mắc, những bất cập trong quá trình đó, để kịp thời có những cái điều chỉnh và sửa đổi các cái quy định về những cái chính sách mà mang tính chất là dài hơn. Thì theo chúng tôi cũng cần phải hiện nay thì cũng cần phải làm sao để nâng cao được cái khả năng tận dụng ưu đãi thuế quan các cái hiệp định thương mại tự do, đặc biệt như những cái hiệp định mới mà của chúng ta mới triển khai như Việt Nam với Liên minh châu Âu hoặc trong các nước CPTPP chẳng hạn. Thì đây sẽ là cái nguồn trợ lực rất là lớn để cho chúng ta, để các doanh nghiệp của chúng ta có thể tiếp cận mở rộng thị trường trong cái bối cảnh hiện nay. Trong cái quá trình này thì cũng cần phải lưu ý làm sao cho để chung xây dựng những cái chính sách về phát triển công nghiệp phụ trợ, để làm sao cũng như một số đại biểu đã cũng có nhiều chuyên gia cũng đã nêu liên quan đến việc khôi phục những chuỗi cung ứng và nâng cao được tỷ lệ nội địa hóa để đẩy cái phát triển sản xuất tại Việt Nam. Và trong quá trình này thì các chính sách đưa ra cũng cần phải hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cần phải có những cái chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp trụ lại được, vượt lên để sợ được trong bối cảnh dịch hiện nay, và cũng như để có thể có được nguồn nhân lực chất lượng cao trong cái quá trình này. Và trong những cái tiến trình đó thì theo chúng tôi là nhà nước cũng cần có những chính sách xây dựng và có dài hạn cho cái mục cho khoảng thời gian cỡ khoảng 5 năm. Thì hiện nay thì chúng ta đã quan sát thấy là cái dịch này có lẽ là nó cũng chưa thể một sớm một chiều mà có thể kết thúc được, và những cái chính sách đi kèm theo với nó là cũng phải có một cái lộ trình nó mang tính dài hạn. Và trong suốt cái quá trình đó thì theo chúng tôi thì ở Việt Nam của chúng ta cũng cần phải đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, tập trung vào việc cải cách các thủ tục hành chính. Thì đây là cũng là một cái chủ trương mà chúng ta đã triển khai liên tục trong thời gian vừa qua, và cho đến nay thì càng ý nghĩa quan trọng, vì những cái gánh nặng về chi phí về mặt thủ tục hành chính chẳng hạn giảm bớt trong cái quá trình đó thì cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp rất là nhiều. Tôi xin kết thúc cái phần trình bày của mình tại đây và xin chúc quý vị đại biểu sức khỏe, bình an, và chúc các doanh nghiệp sớm phục hồi và phát triển trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn.